số là 765. Thì nói chung là nhà vườn sẽ quay video lại và sẽ up lên lại. Những cây nào mà chưa giao lưu thì nhà vườn sẽ up lên lại nha. Thì nhà mình xem tham khảo được thì ủng hộ nhà vườn luôn. Nói chung là mình cũng livestream thì mình lại phụ thuộc vô cái tốc độ mạng rất là nhiều. Đó, mà mạng mấy hôm nay thì nghe nói đứt tới ba đoạn cáp quan trọng đó, mình không biết làm sao nữa. Rồi thì đây là một cây sam hương Đài Loan nha. Cốt này cũng khá là to luôn. Cây này có cái hòn gốc ở đây nha. Hòn gốc đo ở đây được là 27 nè. Cái hòn trên này đo được là 23. Cây cao đến đầu thân chính là 29. Cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 27 nha. Chậu nhựa nuôi lọt lòng là 27. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 1 triệu bao vận chuyển nha. 1.000k bao ship luôn. Cây này cốt khá là to. 1.000k bao ship cho cây sam hương Đài Loan này luôn nha. Nếu mà nhà mình chưa rõ cái nào mà muốn hỏi chi tiết thì inbox cho nhà vườn nha. Số điện thoại của nhà vườn là 0889 244 699 luôn. Là ở dưới cái bàn xoay đây nha. Và có một cái bảng phụ ở trên này nữa. Đó. 0889 244 699. Thì những anh chị em cô chú mà trước đây mà đã liên hệ với nhà vườn theo cái số cũ 0911 470 409 thì số đó vẫn dùng. Nhưng mà do Zalo đầy á. Đó, còn cái số này thì số mới thì Zalo nó vẫn còn trống. Đó. Tại vì mình làm cái nghề này á, thông qua Zalo rất là nhiều. Đó, nó kết nối hình ảnh rồi nó dễ. Còn ví dụ như anh chị em cô chú nào mà đã kết nối bên Facebook thì nó bình thường. Còn bên Zalo thì nó có giới hạn. Rồi mã số 765 nha. 765, 1.000k bao ship cho cây sam hương Đài Loan này luôn. Cây này khá là khủng luôn đó nha. To đùng luôn. Nè, to đùng luôn. Đế nở trải luôn. Móc đầu luôn. Cái này là mình voi mà đầu... mình voi mà đầu chuột nè. Đó. Anh ta kêu là cái gì? Thân bồ mà ngọn... thân bồ ngọn... thân bồ ngọn chỉ. Mã số 765 nha. 765. 1.000k bao ship cho cây sam hương Đài Loan này luôn. Rồi nhà vườn xin qua nhanh cây này luôn. Nếu mình xem offline lại còn, ủng hộ nhà vườn luôn nha.